trở lại kênh của mình. Hôm nay mình lại làm tiếp cái video đó là lao động ấy. Chào Phát Vinh ơi. Vinh khó khó ấy. Vinh à, mẹ như kiểu này nó kiểu nó rắn lắm, ghê vãi lở. Mẹ gì con mẹ rắn kia tiền à, bộ mày dọa được tao á. Trời rắn chưa bị chặt à. Chào Phát. Mệt. Quay cầm máy quay cũng mệt đấy thầy. Thấy không? Thầy đang nhìn thấy không? Đấy. Chào thầy nhá. Đúng rồi anh em ạ. Đấy, thằng này là thằng em nhá. À, thằng bán nhá. Vinh ơi. Mày kia là không làm, cứ quay lại cái đầu mày làm đấy. Quay lùn mẹ mày. Quay lùn. Đây là thằng chăm chỉ nhất này. Đấy, rất là đẹp trai đâu, FI nhá. Ai có nhu cầu thì Vinh tiền lẻ nhá. Ai nhầm thằng Hề. Nickface là thằng Hề nhá. Ok. Ai sợ. Làm đi, cho anh lên nào. Ừ. Thì như mày cứ làm chưa đi. Nhưng làm chưa đi, như mày làm phần còn lại ấy. Mày ơi. Ồ, khoai lang. Thấy không? Khoai lang nhìn như kiểu sắn đấy mẹ. Nhìn cái vỏ nó thế. Chẳng phải khoai lang ạ. Mẹ thế. Ồ. Ngon. Đứt rồi. Vâng. Thật, huy động anh em lớp mình nữa. Tiếp mày cả lớp lên thầy ạ. Như của sắn đấy. Đào tiếp. Anh kia lại quay à. Đào khó tí làm món chế. Vinh khi nào tao có tiền tao thử thách mày nhỉ. Thấy không? Thách gì? Ăn một con vịt quay. Mày ơi, mày có tiền thì mang về đây đi. Nhớ không ăn được mày phải trả tiền đấy chứ. Trả rồi kia kia, ôi xoàn ngủ vãi. Kìa đây. Xoàn ngủ vãi. Xoàn ngủ vãi. Ngủ vãi. Rất là to. Ở đây. Mấy giờ mày đăng? Ở đây nhìn phân rõ thì mẹ tốt. Hả? Cái gì? Mày làm từ mấy giờ mày đăng?